Dưới dòi ổng đi. Dứt đi anh em. Trời đó, cầm lên khoe cái coi. Đây mình cho bạn nha. Cầm lên khoe chụp tấm hình coi. Ôi trời ơi. Rồi. Bước. Mời các bạn ăn nha. Mời qua đây đi, tao ngồi đây tao chiên được. Quá, mày đãi đây tới đây chiên luôn cho. Các bạn nha. Liếm mép thôi, liếm thôi. À liếm. Các bạn nha. Trời gì nó đã bạn. Mời các bạn ăn nha. Bột nó béo kinh khủng luôn. Đặc sản miền Tây mà. Thử ớt ra nữa đi. Trời ơi, chế mà còn đây này làm mỗi tay gì không biết nữa. Trời ơi, thứ gì chứ lỗi bà ơi. Thứ gì á. Chỉ có thứ 7 chủ nhật ơi. Ớt mặn cái này sao cay được không biết nữa. Đó, cái này, cái nào vừa lỡ rồi. Nó ngọt thật lắm. Review. Ăn nãy giờ ăn nè bạn. Khá là giòn luôn á. Nó cái gì cái bột nó có chắc vừa ăn luôn các bạn. Ớt nó cay cay mà the the đã mà ơi. Ừ. Ăn cái giòn thơm luôn. Nè các bạn. Trời ơi tương ớt không? Tương ớt quá trời tương ớt luôn lụm nè. Mời các bạn luôn. Ăn cái này chấm tương ớt nhiều mới ngon nha các bạn. Chấm ớt không ngon đâu. Ôi trời ăn lụm lụm ai lụm. Trời ơi trời ơi trời. Giòn. Mời các bạn nha. Các bạn nha. Này chiên chưa tới lắm nè. Quá đã bạn. Quá quá tới rồi. Ăn nó giòn, nhai sực sực trong miệng chả các bạn. Nhầm ngựa bạn. Coi người ta ăn tương ớt á mà ta rút tương ớt người ta chấm vậy nè. Cái là rút lên cuối ăn sao nó có mùi được các bạn. Phải chấm gì nè nó mới ngon. Mấy bạn nha. Bậy quá vậy nè. Chấm làm gì cho cực khổ không biết nè. Không phải xịt luôn cho. Trời gì cho mấy cá. Cá hỏng ra. Chẳng chơi luôn. Chẳng chơi luôn. Ngọc mịn luôn các bạn ơi. Học béo dân chơi hết rồi. Mình luôn các bạn. Trời ơi trời bá tương ớt quỷ này. Ngọt còn không? Béo vậy luôn không? Trời trời ngọt ngay vậy ta. Ăn ít mà cay mà ăn nhiều bị ngọt nha. Để cho anh tự dân chơi anh được không? Không. Không. Cái hụt. Trời ơi trời. Xịt cho miệng luôn. Nhiều lên. Ừ. Ừ nữa. Đi nè báo thủ cho. Đây dành gà ăn nữa. Chiên hai cái đậu hả? Đó cha đừng hớt luôn các bạn ơi. Ui. Cha đừng hớt nè lít nha các bạn. Mình nãy giờ ăn hơn nửa chai rồi. Đợi này mà vô ăn rồi ráng ngắm rồi thôi rồi. Banh luôn quá. Chạy nó cái tím nhẹ mới ngon. Lấy gì gấp cà tím lên. Vừa tới, vừa tới. Vừa tới rồi bạn. Mưa rồi sao? Mưa ăn mưa luôn. Gây, đổ mưa gây ăn thôi rồi. Được, nó ngọt nữa, còn béo nữa. Tím
này khá là nóng. Còn trắng về kìa. Đang đang lọc trái cà tím mấy bạn. Chơi vậy không sướng. Ui, nóng quá. Nóng quá. À, trời ơi. Nó thọt tay vô giữa không? Ở ngoài nóng, ở trong giữa không nóng. Thọt tay vô ngay giữa không? Ngoài ta chạy nhưng không nóng chạy. Ngay giữa không nóng. Thọng tay à. Ồ. Và mưa luôn mày. Nhìn thấy bị êm á nha. Chạy ớt cho anh Hùng nhanh biến chạy ớt hả? Xong rồi các bạn hay quá chạy ớt chơi xem cái kia chơi bậy lắm đó chơi chơi cái này nè bậy quá lộm không chiến cắt cam đồ ai không có cắt gì cho mình chơi nè thôi miếng nào được không trời ơi lộm quá hồi nãy không chịu để nguyên cuốn ra chịu biến thử coi thôi ok ta thử nha bạn nắp thấy mùa nội chưa trời ơi không đưa lửa không nóng dữ tao mà uống tương ớt vô cái là nó mắc cười luôn bạn ơi cái này nó hơn mùi khói nha bạn. Cái kia xong chưa? Nó mặn mùi két. Đó là nó. Thấy chưa? Cái mình nha bạn. Công nhận nóng này muốn tương ớt vô là hết nóng luôn. Trời trời, thứ gì chịu nổi vớt vớt. Vớt căng. Trời ơi. Thôi là miếng nhỏ rồi. Đây quá chạy. Ngon không? Ngon, uống tương ớt vô ngọt dữ các bạn. Ngọt bê. Tạm tính tạm hả? Cắn nhét cũng như ngọt vậy. Mà cái này ăn nóng á, mình xịt tương ớt cho miệng mình nó kìa. Nó nóng. Đây. Mời các bạn nha. Rồi. Chỗ chia ra chia là 4 phần quất. Nhức nách luôn bạn ơi. Nhức nách luôn. Này các bạn. Chơi chẻ tàu hủ cướp nè các bạn ơi. Đó. Thấy gì chưa? Lộm. Cục tàu hũ trồng miếng luôn gọt lượt một luôn cục đi lần anh em ơi ướp sướng quá cục nha 1, 2, 3 vô nha anh em đâu á ai anh em đâu anh em để, lên để, nóng quá anh em ơi để cho tao về vô nha nè lên vô 2, 3 vô ơi ấy còn dầu kìa sao vậy làm gì nóng đưa à còn hang không kìa có cá gì nóng quá bắt cá lên chiên bắt mấy con cá lên chiên ngộ mày lộn mày đó ủa gì miếng em đâu miếng mày bỏ đâu rồi trời ơi trời ơi bạn trời trời hết luôn quá hùng đi bắt cá rồi hùng đi bắt cá rồi lạnh dữ ra uống nước vô lạnh dữ ra trời lạnh kìa nói với gà hết trơn luôn hả bạn ơi rồi bắt ở dưới con cá lằn sống cái gì hùng bắt cái nó quá trời bự ê ê ê chạy trơn rồi cái lông nó bắt trong hang gì hùng mới đi xuống sông bắt được cá lóc các bạn ơi ngồi xuống ăn lại đi làm gì chạy vậy nóng bụng quá là uống miếng nước á bé thùng nước ở đây luôn hào béo bên ơi về tối nay giữ nha mày giữ cho nó chắc sao tối nay về giữ cho chắc giữ chắc vậy giữ
thôi. Ê, mấy giờ ngày nóng trời là trời. Wow. Nóng quá đã anh em ơi, nóng cho người dưới ta. Giờ chơi hai sùm uống nước đi. Vô vô luôn cho đây có tay cái bây giờ nè. Hai sùm nào hô bị khinh dục giới mình nhắn miền quê mà không vui xém mày kìa xém mày. Để tao cho lính cứu hỏa tới các bạn ơi. Cắn dưới chạy không cay đâu các bạn ơi, cay gì hết. Ba anh em mình chơi được in. Giờ nào thua quắn xong. Sao? Nào thua quắn nào xong. Thua xong. Xong. Nào thua quắn xong. Tôi gỡ luôn. Cái về tắm cái giờ đi lên bố. Ba thằng nào cũng phải phóng hết trơn á. Không, nào thua quắn xong. Ừ. Chơi không? Thôi chơi đi. Trời ơi, chơi chạy trời. Trước khi quăng là bỏ mấy ghi âm đó nha. Để không nể mặt anh em gì giờ. Chơi luôn. Vô. Không chơi không. Thôi ba thằng ơi. Từ từ còn mấy giờ. Thôi từ từ. Từ từ. Xong cái đi. Khi nào quăng cởi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ê. Quay quay. Lộn rồi. Lộn rồi. Ai thua? Lộn. Lộn mày. Vậy em anh nghĩ sầm quầy. Đâu vậy? Đâu có đâu. Vậy hai sầm hai cái búa với cái bao là quầy. Không. Lực tay chơi mới là cái đó. Nào bao thì nó dạng ra còn hai xe chứ. Xin tiền nghỉ chơi quầy. Thôi nghỉ chơi đó bạn. Nghỉ chơi rồi. Không, bây giờ bước ra chơi lại. Để chơi lại đi. Nghỉ chơi rồi. Thôi chơi lại đi. Lại lại. Không, giờ có ngụm là giờ bắt cầm 22. Đó, cầm 22 liền. Cá sao rồi? Cá sao rồi? Cá vợ hả? Không có ngáp không bạn ơi? Chơi cướp luôn các bạn ơi. Tắm không anh đâu. Cá chiên khó bụi. Bảy chiến trường nè. Bảy chiến trường hoành hành quá dữ. Kìa dặn cây tương ớt luôn kìa. Giờ ra bỏ nguyên chai tương ớt cho chiên cá luôn. Chơi luôn. Giờ lấy cá ra ướp tương ớt. Chơi. Chơi luôn. Làm mũi mé chai tương ớt luôn mà. Bỏ vô tí nó chín rồi đổ vô chổng luôn. Lấy máy gì làm chiên ăn luôn. Ê. Không bây giờ thử mình để. Thôi. Ủa. Ủa sao chú hồ béo còn kia không ăn hồ béo? Còn tép sao nó không ăn? Nò quá nò. Ở còn miếng tép lỡ mình ăn nguyên con tép nha các bạn. Còn nguyên miếng tép mình ăn nguyên tép vậy. Thôi đi vậy. Nguyên tép các bạn ơi. Không qua ngán. Dầu nhiều quá giờ phải có món cá lóc. Hai lỡ rồi. Mà cá lóc cũng dầu không các bạn ơi, cũng ngán luôn rồi. Nhưng mà cá lóc trước khi ăn nó có cười với mình nên mình không ngán thôi. Nhưng mà nó ngáp mình á. Nó ngáp mình, nó chọc quê mình á. Ừ. Đúng không? Nó chuyện được chùi được không trời? Mày quá! Chứ mấy thằng mà đứng mày đó, ở ngoài kinh này nè mày. Nó ngáp ngáp hoài à. Ờ, cây nó không biết. Tao. Vậy đó, chịu thôi. Chịu nè. Tí nó có hàng kiểu. Thôi giờ không bây giờ. Giờ đi. Cá sắp được rồi đó. Ôi, khá là giòn. Cá này đang há miệng luôn trời. Ừ, đúng rồi, nó ngáp quá. Đó. Đó. Đó ai? Anh em ơi. Sau đây là phần cá đến từ anh em của tụi mình. Giao ưu đãi. Rồi. Xong đây là phần đó, các bạn phải anh bạn. Em tụ mà. Cá lóc mà là không ăn được bình thường đâu. Đừng có đụng vô để tao làm cho ăn. Bậy quá. Ê, bóp vô cái miệng đó. Cá lóc cũng ngon bạn, cũng thơm phức à.
thịt nó gai nha. Con cá nóng quá. Vậy sao nữa? Dạ. Ôi. Ba anh em nặng cái đầu đi, nặng đưa đi, hỏi anh em trong tắm luôn. Nóng tới vô ta. Ông dùng tiền chiêu hả? Thịt cá lóc nè bạn ơi. Các bạn thấy con cá lóc không? Đoạn họ sẽ ăn miếng cá lóc chạy. Còn chấm miếng tương ớt đi. Nó ngọt ngay hả bạn ơi? Nè mày cũng vậy không mà nè. Thôi. Nữa. Không. Nó cho ông Vin biết cây đắng là gì đi. Ai gửi cà phê ra. Không. Cây đắng lùng bầm nè con. Quay đây cây đắng. Đúng rồi. Ăn nữa. Nè, vô đây vô. Xong. Biến nước bơi luôn chạy. Biến nước bơi mà. Con. Đúng rồi. Đá của Vin. Má đâu? Mệt quá. Đúng rồi, vô mệt quá bạn ơi. Giờ đứng không nổi luôn rồi. Ê, ê, ê bạn ơi giờ. Chết. Giờ mình ngồi làm cho. Còn cái điện thoại giùm tôi chị. Có mấy xùi. Cái điện thoại của em ra. Thằng kia kìa. Cứ pin lên đi. Sao? Ơi, còn